ở thành phố Vũng Tàu có một bảo tàng được giới thiệu là sở hữu lên đến vài ngàn cổ vật về vũ khí đã được thu nhập từ nhiều quốc gia trên thế giới, bao gồm súng, kiếm, giáo, lưỡi lơi, đồng phục quân đội thể hiện qua các hình nộm sống động. Đó có thể là hình nộm các hiệp sĩ thánh chiến thập tự chinh, quân phục nhiều quân chủng các nước châu Âu thuở xưa. Mình biết được nhiều hơn về những vũ khí và những đồng phục trang phục hồi xưa của nước ngoài người ta chiến đấu như thế nào. Đa phần trang phục của quân đội các nước ở châu Âu sử dụng chất liệu vải nỉ, màu sắc rất sặc sỡ. Nơi đây còn trưng bày những hiện vật và vũ khí cổ đã được sử dụng trong chiến tranh cùng với các màu sắc binh chủng quân đội đặc trưng. Theo cảm giác của mình thì mình thấy vậy mình không có sợ. Nhưng mà cái lúc mà chiến tranh thì chắc người ta sợ chứ. Thấy những vũ khí mình thấy bén với lại những cái vũ khí đó người ta chế tạo những cái đồ bằng cái chất liệu đồ đó là nó bén hơn nhiều. Mặc dù thú vị nhưng theo ông Phan Thanh thì quan sát thường ngày cho thấy cũng vắng khách tìm đến bảo tàng thưởng lãm. Thấy nó cũng có nhiều cái lịch sử nó cũng hay. Khách á thì thường thường là ngày thứ bảy chủ nhật á thì mới có nhiều, chứ còn ngày thường thì cũng có nhưng mà ít thôi chứ không có thường xuyên. Theo cảm nhận của ông Phan Thanh thì nơi đây không chỉ là nơi lưu giữ những vũ khí cổ mà ở bảo tàng này người ta sẽ có dịp mở rộng kiến thức về lịch sử thế giới qua những minh chứng thời gian bằng hiện vật sống động.